để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Ok. Ok. Cảm ơn các bạn đã vào. Bây giờ đợi cho tí xíu, cha muốn make sure cha có cái bài đọc bằng tiếng Việt lên đây trước cái đã. Cha make sure cha đọc với bài đọc bên này lên đây trước. Đường nào máu cũng về tim, cái chủ đề phần đầu tiên. Rồi cái chủ đề thứ hai là Gloria, những vụ lình xình ở bên Mỹ mà các bạn hỏi tôi. Cho nên là các bạn đợi cho tí xíu đâu rồi mới cái ok. Hello các bạn, thank you for ready to listen. Ok, rồi chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Một lần nữa tôi có hai bàn tay, nên tôi biết được là tay nào tay phải, tay nào tay trái. Để các bạn coi trực tiếp trên Facebook, các bạn sẽ thấy cha làm dấu bằng tay trái, rồi cha dùng màn hình ngược. Nếu các bạn coi trên YouTube, tôi đang đặt cái máy quay ở kia, các bạn sẽ thấy tôi làm dấu bằng tay phải. Cho nên xin đừng chửi tôi, sao làm cha mà cũng không biết. Chúng ta chính thức bắt đầu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, lại một lần nữa chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có cơ hội gặp nhau nơi đây. Đặc biệt cho con hôm nay khỏe hơn một tí và với hôm qua có thể live với mọi người. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con có cơ hội để học hỏi lời Chúa, để tìm hiểu những gì Chúa muốn chúng con làm, để tất cả mọi sự chúng con làm để làm sáng danh Chúa, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Rồi, chào tất cả các bạn một lần nữa. Tôi linh mục Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ San Bonifacio, phận Savannah. Tôi đang ngồi trong văn phòng của giáo xứ đây thưa các bạn, và live trực tiếp với các bạn từ văn phòng của giáo xứ. Rồi, bất cho nên ai không có thể coi, nếu mà cảm thấy tôi bất lịch sự thì xin vui lòng không coi, kẻo coi xong lại chửi. Hôm nay tôi sẽ giống như bình thường là cứ mỗi bây giờ tôi sẽ không live tối thứ tư, mà mỗi live tối thứ bảy hàng tuần cũng vào giờ này. Riêng hôm qua bích cho nên hôm nay phải live vào chủ nhật. Thì chương trình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là cái bài giảng của ngày hôm nay. Rồi sau đó cái phần thứ hai là một cái bài giáo lý hoặc thắc cái trả lời những thắc mắc của các bạn. Thì hôm nay cái phần thứ hai là sống đạo 160, tôi sẽ trả lời thắc mắc về Gloria 3, Trung tâm Thí Nga, Đức Ông Tấn, Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt, đại khái như vậy nhé. Và bây giờ cái chủ đề của thứ nhất, phần thứ nhất, sống đạo 159, chủ đề đường nào máu cũng về tim, chủ nhật thứ hai mùa vọng lúc 10 giờ tối. Không biết các bạn còn nhớ bài chia sẻ của tôi với các bạn vào chủ nhật tuần trước, chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Không ai nhớ cái mục đích tuần trước tôi đã chia sẻ với các bạn là gì? Các bạn nhớ, các bạn đánh lên đây giùm tôi coi. Chủ nhật tuần trước tôi chia sẻ với các bạn là về cái vấn đề là cái gì, các bạn còn nhớ không? Là chúng ta phải chuẩn bị một cái gì cho Chúa ở. Các bạn còn nhớ không? Chúng ta phải chuẩn bị một cái gì đó cho Chúa ở. Và cái đó là cái phòng trong căn nhà của mình. Ngày hôm nay thì tuần trước các bạn đã chuẩn bị cái phòng rồi, mình dọn phòng xong hết rồi, đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Thì tuần này tôi muốn các bạn chuẩn bị, mình phải dọn một thứ để đến với Chúa. Không phải tuần trước tôi không nói các bạn hãy tỉnh thức, các bạn tuần trước tôi nói các bạn phải chuẩn bị trong căn phòng của mình, là một căn phòng trong trái tim đó, các bạn còn nhớ không? Tuần trước tôi nói với các bạn chuẩn bị một căn phòng trong trái tim để cho Chúa đến, để cho Chúa ngự vào và Chúa ở trong đó. Và dọn một cái căn phòng rất là, mà đã lâu rồi bạn và tôi không dọn căn phòng hận thù ghen ghét. Và mỗi lần chúng ta nhớ là chúng ta dọn một căn phòng hận thù ghen ghét gì đó để cho Chúa đến, Chúa ở. Và sau khi Chúa đến, Chúa ở thì để mời Chúa đến, Chúa ở, đúng không? Các bạn còn nhớ không nè? Dọn một căn ngăn trong căn tim. Cảm ơn bạn Tuấn Lan, bạn là người nhớ kỹ nhất. Đúng rồi, dọn một căn phòng thôi, tôi không dám mời các bạn dọn cả nhà. Thì lần này trong chủ nhật thứ hai của mùa vọng này, tôi mời các bạn hãy dọn con đường để dẫn tới cái nhà đó, cái ngôi nhà đó, cái căn phòng đó. Cho nên cái chủ đề sống đạo 159 của chủ nhật thứ hai mùa vọng này tôi dán đó là đường nào máu cũng về tim.
Có nghĩa là tôi muốn bạn dọn một con đường, tìm một con đường, tìm một lối đi ngày qua ngày. Bạn muốn tìm cái con đường để trở về với cái căn phòng mà bạn đã dọn đó. Một con đường để bạn đi vào căn phòng đó, để bạn gặp gỡ Thiên Chúa ở đó. Nếu bạn đọc cả ba bài đọc ngày hôm nay, nếu bạn chỉ lấy câu đầu tiên của mỗi ba bài đọc, tôi thấy nó hay tuyệt vời. Bài đọc thứ nhất: Hỡi dân ơi, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem rằng thời nô lệ đã chấm dứt. Cho chúng ta một cái hy vọng. Bài đọc 2 của Thánh Phaolô, Thánh Phêrô tông đồ: Anh em thân mến, một điều anh em không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm và ngàn năm như một. Tức là nói về thời gian là của Chúa. Tôi thích nhất là câu đầu tiên của phúc âm của Thánh Marco ngày hôm nay. Chúng ta đọc bài chương 1 câu 1 tới câu 8. Cái câu đầu tiên: Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco. Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thánh Marco nhắc lại chúng ta rất là rõ ràng. Câu đầu tiên Ngài đã xác định với bạn và tôi rất rõ ràng: Khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Đó là cái mục đích mà Ngài viết cái này. Ngài xác định là cái con đường bạn và tôi để đọc cuốn phúc âm này là khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tức là Ngài muốn xác định rằng bạn và tôi đọc cả cuốn sách này chỉ dẫn đến chúng ta gặp một con đường. Con đường đó là Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tất cả những con đường bạn và tôi đi đọc trong Kinh Thánh này để dẫn tới cái đích điểm cuối cùng, dẫn tới căn phòng đó và nơi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Cả cuộc đời mình chúng ta phải xác định được cái đích điểm đó. Thánh Marco mở đầu tin mừng đã nhắc cái điều đó rất là rõ ràng. Khởi đầu tin mừng. Cho nên đôi lúc các bạn đọc Kinh Thánh, các bạn hay hỏi những cái lý do gì: Đức Mẹ chết ngày nào, thưa cha, ông Thánh Giuse chết ngày nào. Các bạn, tất cả những gì ghi lại trong Kinh Thánh là để giúp bạn và tôi, dẫn bạn và tôi đến gặp gỡ Thiên Chúa, chứ không phải gặp gỡ Đức Mẹ, cũng chẳng gặp gỡ ông Thánh Giuse, gặp gỡ các thánh. Nếu những hình ảnh của Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh được ghi vào trong phúc âm là để bạn và tôi qua đó để nhìn thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Cho nên đôi lúc mình không tập trung vào cái chính mà mình lại đi hời hợt vào cái bên ngoài. Một lần nữa, tôi lên một Martino Nguyễn Bá Thông thuộc giáo xứ San Boniface, giáo phận Savannah của tiểu bang Georgia. Chương trình sống đạo ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất từ lúc 10 giờ tới 10 giờ rưỡi là giảng về cái chủ đề hôm nay: đường nào máu cũng về tim. Phần thứ hai vào lúc 10 giờ rưỡi tôi sẽ nói về những lùm xùm đang xảy ra bên giáo hội giáo phận Orange County, Gloria 3, trung tâm Thúy Nga, Đức Ông Tuấn, Tiến sĩ Trần Mỹ Diệp. Tôi sẽ nói về cái đó vào lúc 10 giờ rưỡi. Cho nên bây giờ chúng ta tập trung với cái phần đầu tiên. Là chúng ta tập trung với cái gì? Thánh Marco ghi rất rõ ràng ngay câu đầu tiên. Bởi vì Thánh Marco sợ bạn và tôi đi lạc hướng. Chúng ta đọc tin mừng, chúng ta không biết tại sao chúng ta đọc tin mừng. Chúng ta đi tìm hiểu những cái điều lặt vặt, vụn vặt, để rồi chúng ta quên rằng cái đích điểm của tin mừng là khởi đầu tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Tức là cả cuốn sách phúc âm này, cả cái mà Thánh Marco ghi lại trong tin mừng này chỉ để nhấn về một điều: Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Cho nên cái con đường bạn và tôi phải đi đến để dẫn đến cái căn phòng mà chúng ta dọn năm ngoái, dọn của tuần trước, để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Con đường đó là gì? Đường cao thì phải ban xuống thấp, đường thấp thì phải đẩy nó lên trên. Con đường dẫn tới Thiên Chúa thật sự là một con đường hoàn toàn miễn phí, một con đường không có BOT, không có đặt trạm thu phí Cai Lậy, cũng không đặt trạm thu phí Hải Phòng, cũng chẳng đặt trạm thu phí Đồng Nai. Mà con đường này là con đường được Chúa đã dọn sẵn cho bạn và tôi. Vậy nếu nói vậy thì Chúa, tại sao Chúa lại gọi chúng ta là hãy dọn con đường cho thẳng? Lại cha, nếu cho nói đó là con đường mà Chúa đã dọn cho cha và cho con và cho chúng ta đi một cách miễn phí, thì tại sao lại có đồi núi phải san cho bằng, phải có này nọ phải san cho thẳng tới đó các bạn? Nếu con đường dẫn tới Thiên Chúa là đường Thiên Chúa làm tốt đẹp như thế, thì làm gì có cái chuyện mà
phải san cho bằng, phải lấp những cái hố xấu. Bạn nghĩ coi, à, những cái hố sâu và những cái đồi núi đó, những chướng ngại vật nó nằm trên con đường dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa trong căn phòng đó, thì các bạn biết là tại sao nó có ở đó hay không? Thưa các bạn, rất đơn giản, nó có ở đó là bởi vì chính con người chúng ta đặt vào đó và đào cái hố đó để cạm bẫy lẫn nhau. Chúng ta vẫn hay đổ lỗi, thưa cha con nóng giận, nó bởi vì cái thằng kia nó không làm thế thì con đâu có nóng, tại vì nó chửi con cho nên con mới chửi lại, thấy chưa? Cho nên cái con đường của Chúa thì nó ngay thẳng, nhưng mà con người chúng ta đặt vào trên con đường đó những cái tầm bậy tầm bạ, chúng ta đặt vào trên con đường đó những cái giận thù, ghen ghét, nóng bức, nóng giận rồi đủ mọi thứ hết. Bạn và tôi đặt vào đó, và đôi lúc chính mình cũng đặt cho người khác, mình đổ lỗi cho người khác đã làm điều đó để cho mình phải giận, thì chắc chắn cũng đã có khối người giận bởi vì mình đã làm điều đó. Cho nên những con đường mà chúng ta phải ban cho bạn, đôi lúc con đường đó là chính mình, là con đường của tự cao tự đại, của coi trời bằng vung, của nghĩ mình luôn luôn đúng, của không lắng nghe người khác, của pride. Và đôi lúc con đường đó, những chỗ lồi lõm lại là những thói hư tật xấu mà chúng ta đào xuống một hố sâu, và chúng ta tưởng rằng chúng ta có thể chôn nó và không ai nhìn thấy. Chúng ta có thể chôn nó và không ai nhìn thấy. Thưa bạn, ngày hôm nay Chúa gọi chúng ta phải chuẩn bị một con đường đó. Về con đường đó, chuẩn bị con đường đó để Chúa đến, để chúng ta đi, để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là cuộc hành trình mà bạn và tôi phải đi. Cho nên chúng ta không thể ngồi lì một chỗ và đổ lỗi cho những người khác để chúng ta không làm điều tốt, để chúng ta không đi đến gặp gỡ Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, ngài viết đường hy vọng, nó là thế. Bởi vì nó là con đường mà bạn và tôi phải đi. Chúng ta phải đi, cho dù nó nhiều cạm bẫy, nó nhiều công gai, nhưng tại sao nó lại là con đường hy vọng? Nó là hy vọng bởi vì đích điểm của con đường đó, như Thánh Marco nói, là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Của Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Đó là cái đích điểm của chúng ta đạt đến. Chính vì vậy nó mới trở thành con đường mà có nhiều chông gai trắc trở đó, nó trở thành đường hy vọng. Nó không phải hy vọng là chúng ta đạt tới cái đích điểm đó, nhưng cái hy vọng là khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa thì chúng ta có sự sống đời đời. Cho nên bạn và tôi không thể đổ lỗi là bởi vì con đường khó đi. Nhất là mỗi lần tôi nói gì thì các bạn hay nói thì cho cái đó khó lắm. Nếu chúng ta không đi, chúng ta không đến gặp Chúa trong căn phòng mà chúng ta sẽ gặp, mà chúng ta sẽ dọn sẵn đó được. Chúng ta cứ ngồi lì một chỗ, chúng ta sẽ không đến được chỗ đó. Rồi đôi lúc chúng ta lại không muốn đi trên con đường đó. Đôi lúc bởi vì chúng ta làm biếng, chúng ta mệt, chúng ta khó chịu, hay chúng ta bảo thằng đó mà nó đi trên con đường đó thì con nhất định không đi. Cho nên cũng có nhiều người bảo cha thông mà lên thiên đàng được thì con trả lên, nếu mà có mặt cha thông lên thiên đàng thì không có con, thả con xuống hỏa ngục, chứ thấy mặt cha thông thì con không chịu được. Chúng ta chọn lựa để không đi trên con đường đó. Không, nó là con đường mà bạn và tôi phải đi để gặp gỡ Thiên Chúa trong căn phòng mà chúng ta đã dọn để mời Chúa đến. Chúng ta cần phải san cho bằng, chúng ta cần phải lấp những hố sâu,
Và những hố sâu đó là những tội lỗi, những đội cao đó là những điều mà chúng ta coi trời bằng vung, những tự cao và tự đại. Xa nó xuống, hy vọng sẽ lấp những cái tội lỗi của mình. Tôi với bạn có đang đi trên con đường đó hay không? Hay chúng ta đang đi trên một con đường nào đó? Chúng ta đã có đang đi trên con đường gọi là đường hy vọng, tức là đường để gặp gỡ Thiên Chúa ở cuối con đường đó, căn phòng đó. Hay chúng ta đang đi trên một con đường để dẫn chúng ta đến bến bờ của vực thẳm, nơi đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Nơi đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bạn thân mến, con đường đi là chọn lựa của bạn. Tôi không thể bắt bạn đi, bạn cũng không thể bắt tôi đi. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc bạn ngày hôm nay, chúng ta cần phải đi nếu chúng ta muốn gặp gỡ Thiên Chúa trong căn phòng đó. Không đi sẽ không gặp gỡ. Đường hy vọng là bởi vì cuối con đường Thiên Chúa đang chờ ta. Mời các bạn hãy cùng tôi lên đường. Lên đường để tìm về được cội nguồn của mình. Cội nguồn của chúng ta đó là con tim, nơi tình yêu của Thiên Chúa. Tôi nhớ có một lần, tôi không nhớ tôi đọc ở đâu, nhưng mà tôi hay thích cái tư tưởng đó. Người ta bảo trên cuộc đời này có hai con đường mà chúng ta đi, một con đường rất dài và một con đường rất khó. Con đường rất dài là con đường từ con tim lên tới cái đầu, cái óc. Tôi cảm nhận ở đây, nhưng mà tôi không suy nghĩ, tôi không muốn làm. Con đường từ đây đi lên tới đây nó dài quá. Đôi lúc tôi biết nó ở đây, tôi biết cái gì đúng, tôi biết cái gì sai, nó nằm ở con tim này. Nhưng mà sao tôi đi mãi nó không chạy lên tới cái đầu của tôi. Đó là con đường dài. Không biết các bạn có vậy không, là tôi thì tôi bị cái này thật. Tôi bị cái này, con đường thuộc lại khá dài hả các bạn. Nó dài nhất là con đường từ con tim của tôi lên tới cái đầu. Tôi biết Chúa muốn tôi làm gì. Tôi biết là tôi cần phải làm gì ở đây. Nhưng mà cái này nó bảo là có lý do không cần phải làm. Cho nên tôi chạy hoài, tôi chạy tập thể dục, tôi tập chạy quá trời luôn. Mà nó từ đây nó cứ lê, mà nó lê hoài, nó không chịu chạy lên tới đây. Sẽ con đường đó nó đi dài quá phải không bạn? Rồi bạn biết cái con đường thứ hai là con đường rất là khó đi của tôi. Là nó chạy từ đây, nó ra tới đây. Con đường từ cái đầu của tôi ra tới cái bàn tay của tôi, nó khó quá. Bởi vì một khi nó đã chạy lên được tới đây rồi thì nó bảo tôi phải làm. Mà tôi làm là tôi làm bằng bàn tay của mình, giúp người này cho người kia. Nhưng mà bàn tay của tôi thì không muốn cho. Bàn tay của tôi không muốn chia sẻ. Bàn tay của tôi không muốn nâng đỡ. Bàn tay của tôi chỉ muốn nhận. Bàn tay của tôi chỉ muốn nắm lấy. Và bàn tay của tôi chỉ muốn làm cho người khác phải đau khổ, chứ không nâng đỡ. Bạn thân mến, chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta mừng Chúa đến, mừng sinh nhật Đấng Tối Cao. Ước mong rằng tôi và bạn chúng ta cùng nhau chạy marathon. Chúng ta cùng chạy marathon, chạy mặt lên, để con đường dài này chúng ta sẽ đạt đến trước Noel. Và con đường khó từ đây ra đây chúng ta sẽ làm được trong ngày Noel. Cầu nguyện cho nhau và với nhau để chúng ta bước qua được con đường dài và con đường khó đó bạn nhé. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ mỗi người chúng ta. Amen. Và giờ đây tôi có khoảng 10 phút các bạn có thể tự do đặt câu hỏi. Và sau khi các bạn đặt câu hỏi xong rồi thì 10 giờ rưỡi thì tôi sẽ qua cái phần thứ hai, là cái phần Gloria Trung Tâm Thúy Nga Đức Ông Tuấn Tiến sĩ Trần Mỹ Duyệt. Đó là cái phần mà giáo lý, cái phần mà chia sẻ ngày hôm nay. Bây giờ các bạn có khoảng 10 phút để đặt câu hỏi, những câu hỏi đặc biệt liên quan đến mùa vọng và con đường nào để dẫn chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa. Tất cả những câu hỏi khác xin các bạn gửi về email về songdaocg, là songdaocgiao@gmail.com. Tôi sẽ trả lời từ từ.
Trong lúc đợi chờ các bạn đặt câu hỏi thì tôi cũng muốn nhắc lại, các bạn tự do chia sẻ cái Facebook này và các bạn có thể vào trong YouTube, tôi sẽ upload ngay lên ngay tức thì, khoảng 10 tiếng sau đó là sẽ có tự do chia sẻ. Nhưng tôi không cho phép bất cứ ai download rồi upload đưa lên mạng, cho dù bằng video hay audio dưới bất cứ hình thức nào nhá. Tôi nhắc lại điều đó. Bây giờ đây các bạn có khoảng 10 phút để hỏi câu hỏi, nhất là con đường dẫn tới Thiên Chúa, đường nào máu cũng về tim. Bạn Thúy Nguyễn hỏi, mùa vọng có 4 cây nến trong nhà thờ, 3 màu xanh và 1 màu hồng, có ý nghĩa gì vậy thưa cha? Anh lần đầu tiên cha nghe có 4 cây, 3 cây nến và 3 cây màu xanh, 1 cây màu hồng. Thường thường như tôi đã chia sẻ trong lần trước là có 4 cây là 3 cây màu tím và 1 cây màu hồng. Cái vấn đề của 4 cây nến và cái Advent wreath này là cái vòng của ngày của cái vòng để đặt cái đó đó. Nó đến vào thế kỷ thứ 19, khoảng năm 1850 mấy, từ một mục sư Tin Lành. Đó là của một người bạn mục sư Tin Lành. Ông mục sư này ông dạy những đứa nhỏ và những đứa nhỏ chỉ nghĩ tới ngày Giáng sinh thôi mà quên cái mùa vọng. Cho nên ông mới tạo ra như vậy để nhắc nhở nó có 3-4 cái tuần, mỗi tuần một cây nến để chuẩn bị cho Chúa, chứ đừng nhảy một phát như tôi đã chia sẻ tuần trước để vào đó. Người Công giáo mình sau này cũng được cho phép để mà làm cái điều đó, tức là chỉ để nhắc nhở chúng ta có 4 tuần. Và tôi đã nói về cái vấn đề là rất nhiều các nhà thờ và các nơi này nọ nhảy một phát vào Giáng sinh luôn, không có đi qua mùa vọng. Chúng ta phải bước qua là 3 màu tím và 1 màu hồng. Màu hồng là chủ nhật thứ 3, nó là màu mừng vui lên, có nghĩa là báo động Chúa đã gần đến. Còn tôi không hiểu tại sao giáo xứ của bạn lại dùng 3 màu xanh và 1 màu hồng. Bạn có thể hỏi cha xứ của bạn để biết lý do đó nhé. Tôi cảm ơn bạn rất là nhiều. Đó là câu hỏi của bạn Thúy Nguyễn. Bạn Thiên Đức hỏi, thưa cha, làm cách nào để rút ngắn con đường khó khăn dài? Ha, đây là một câu hỏi rất là hay. Làm cách nào để rút ngắn con đường dài đó và con đường khó đi đó? Dạ, thưa bạn, cách theo cái nhìn của tôi và theo cá nhân tôi, những cái gì xảy ra với tôi, giống như tôi nói, tất cả những bài tôi chia sẻ, tôi giảng, đó là tôi giảng cho chính tôi. Tôi không dám giảng cho người khác đâu. Cho nên nếu các bạn thấy tôi đang chửi các bạn, thì có nghĩa là các bạn phạm tội giống tôi, bởi vì tôi đang chửi tôi, chứ không phải chửi các bạn. Rồi tôi trả lời lại, làm thế nào để rút ngắn con đường khó khăn đó và con đường dài đó? Đơn giản, các bí tích. Bí tích hòa giải là một trong những bí tích để giúp bạn và tôi để rút ngắn con đường đó. Đó là cái câu trả lời của tôi, dùng các bí tích để rút ngắn con đường đó. Và một lần nữa nhắc lại với các bạn, 10 giờ tới 10 giờ rưỡi tôi sẽ mỗi tuần tôi sẽ chia sẻ cái chủ đề của chủ nhật đó. Rồi ngày hôm nay thì 10 giờ rưỡi tôi sẽ nói về vấn đề trung tâm Thúy Nga, Gloria, rồi Đức Ông Tuấn này này nọ. Thì khoảng mấy phút nữa thì tôi sẽ trả lời các bạn trước khi tôi bắt đầu qua phần thứ hai nhá. Mi Violin hỏi, bên mình đang tuyết CTV không cần con, bị quan tâm IB cho mình nhé, chúc một ngày mới. Ủa cái gì trời? Bạn này vô đây quảng cáo. Thôi ban luôn bạn này cho nó chắc. Không hiểu đang nói gì nhưng mà chắc là quảng cáo. Rồi bạn Julie Phạm hỏi, please help us and guide us how to create a better, less bumpy road for ourselves and most important for our soul. Please and thank you cha. Ok, bạn Julie Phạm chắc là bạn hiểu tiếng Việt, nhưng mà chắc bạn không đánh được tiếng Việt, cho nên bạn đánh tiếng Anh. Thì tôi sẽ giải thích, bạn hỏi tiếng Anh như thế này. Thưa cha, làm sao giúp chúng con có thể tạo một con đường less bumpy, tức là không có nhiều ổ gà, ổ chuột, và for chính con chúng con và cho cái linh hồn của chúng con. Cảm ơn cha. Để tạo dựng một con đường less bumpy, tôi không nghĩ là chúng ta có thể create a better road. Mình không create, mình không tạo dựng. Cái con đường mình phải đi, mình không thể tạo dựng và mình chọn riêng cho mình được. Đó không phải là cái nhìn của tôi. Con đường bạn và tôi đi chung trên một con đường để hành trình về quê trời. Chúng ta phải đi gặp gỡ những người mình thích cũng như những người mình không thích. Mình phải đối diện với họ. Chính vì vậy tôi đề nghị là chúng ta không tạo dựng một con đường mới, mà chúng ta sẽ giúp cái con đường đó, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái con đường đã đang có, đang sửa nó trở thành một con đường tốt hơn, bằng những lời góp ý chân thành hơn, bằng những sự thật đối thoại với nhau, bằng cách đặt câu hỏi là tôi có thể làm gì cho con đường này nó nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là tại sao người kia không làm mà tôi phải làm. Cho nên bạn hỏi là làm sao để có thể tạo một con đường tốt hơn, thì tôi không nghĩ là mình tạo, mà mình cùng nhau sửa cái con đường đó. Con đường bớt nói hằn, nói xấu. Con đường bớt hận thù, ghen ghét.
Con đường biết đặt đích điểm như ngày hôm nay, ngay mở đầu của phúc âm của Thánh Marco là phúc âm để tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, con đường để dẫn tới Thiên Chúa. Thì đó là cái tư tưởng và cái chia sẻ của tôi, bạn Julie Phạm nhé. Thì đó là cái tôi đề nghị bạn như thế. Rồi, hình như là không ai hỏi nữa. Thường thường các bạn biết là tôi live vào tối thứ bảy, bởi vì các bạn ở Việt Nam sáng chủ nhật sẽ dễ để vô hơn. Nhưng mà hôm nay thì bởi vì hôm qua tôi bận không có live được, cho nên hôm nay mới live. Thì thưa cha, con đường nào để lôi kéo những người trẻ trở lại cùng Chúa trong mùa vọng này? Con đường nào để lôi kéo? Con đường của sự thật. Con đường của sự thật. Con đường không phải của giả dối. Những người trẻ ngày hôm nay họ thích được sự thật. Và đó là cái điều mà tôi nghĩ chúng ta bao nhiêu năm nay, những người Công giáo cũng vậy. Chúng ta tin Chúa nhưng chúng ta chả biết Chúa là ai. Chúng ta tin với những gì Chúa làm hơn là Chúa là ai. Cho nên đã đến lúc chúng ta cần phải nói cho họ Chúa là ai để họ tin vô Chúa, chứ không phải tin vô ông linh mục, hay họ tin vô một cái điều này điều kia. Chúng họ đã không được nhận cái sự thật Chúa là ai, mà họ được nhận cái sự là Chúa đã làm gì cho họ, cho nên giờ Chúa không làm nữa, cho nên họ bỏ. Thì đó là cái như vậy. Con đường của sự thật, thưa bạn. Bạn Đinh Bùi hỏi, năm nay 24 vào ngày Chủ nhật, vậy đi lễ 2 lần phải không cha? Dạ không, con đi lễ 1 lần thôi con. 24 vào ngày Chủ nhật, chúng ta đi lễ ngày 25. Cho nên, rồi, thì đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với bạn về cái phần thứ nhất nha. Bây giờ các bạn không đặt câu hỏi nữa. Và bây giờ các không hỏi câu hỏi nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ đi qua cái phần thứ hai, là cái phần trung tâm thúy Nga mà các bạn muốn nghe ở đây. Trung tâm thúy Nga này nọ, thì các bạn đợi tôi một cái, tôi phải nhấn cái máy thu kia cho nó tắt, xong mà thu lại để tôi đưa lên YouTube cho nó chính xác hơn nha. Các bạn đợi cho một tí xíu.